xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh xe đầu kéo 49 LR. Hôm nay mình sẽ làm cái video để gửi cho mấy anh em mà hỏi mình cách sử dụng capo với như thế nào và cái cần nào là cần capo, sử dụng capo và cái cần cái cần này là để làm cái gì, và xe mình bao nhiêu số và độ đèo số mấy. Thì để không tốn thời gian cho các bạn, thì trước tiên là mình giới thiệu về cái cần này. Cái cần này là cái cần để sử dụng kéo cái thắng mọt khi mà đi mà trời mưa hoặc là mình thắng gấp á, trong sự cố gấp đột ngột á, là mình kéo cái cần này á để cho cái đầu cái nó kéo cái đầu đi, nó không bị đâm đầu, không nó không bị cúp mọt á, là cái đầu nó vẫn lăn bánh, mình vẫn lăn bánh, nhưng mà cái mọt ăn cho nó giữ thẳng cái đầu với cái mọt đó, là sử dụng trong trường hợp khẩn cấp mà khi đi trời mưa hoặc là vô những cái cua gắt quá mà mình bị hớ cua rồi gì đó, nói chung là sử dụng trong trường hợp khẩn cấp là cái cần này nha các bạn. Còn cái cần này là cần sử dụng để mở gạt nước cái bên phía bên phải dưới bồ lăng nè, là mặt gạt nước, chế độ gạt nước, nói chung là chế độ gạt nước thì các bạn biết rồi. Rồi là sử dụng cái cần này gạt lên gạt xuống là sử dụng capo. Thì cái xe Hino của mình đây là sử dụng capo bằng bịch miệng bô á, là ém cái khí xả ra, là ém khói lại để cho nó hãm cái máy lại. Thì nắp thứ một nó có 3 nắp các bạn, nó có 3 nắp. Nắp đầu tiên á thì các bạn đó, các bạn nghe không, đạp thắng, khi các bạn bỏ vô chân thắng á thì cái bô nó mới ăn đó. Còn khi các bạn buông chân thắng ra là cái bô nó nhả, đó các bạn đó. Còn nắp thứ hai là nó hoạt động liên tục khi tua máy lên 1001, là tua máy 11 á, thì nó hoạt động liên tục, trừ khi nào bạn tắt hoặc là bạn đạp nhá vô chân con hoặc là nhá vô chân ga thì được tự động nó tắt. Nhưng mà cái nếu mà đi đèo dốc cao á thì đi cái tầng 2 này á thì nó cũng chưa có kín lắm, nó cũng chưa có hãm máy lại mạnh, cho nên á mình đi đèo á, đổ đèo mà đèo dài xe hàng nặng thì sử dụng cái nắp số 3 nha. Nắp số 3 các bạn có 3 nắp ha, nắp số 3 thì nó cực kỳ là an toàn luôn. Nếu các bạn mà đi đổ như đèo Bảo Lộc này á, xe mình á, mà đổ số 6 thì khỏi phải đập thẳng luôn, nó giữ máy, nó gầm máy lại là khỏi phải đập thẳng luôn đó. Mình đang đổ số 6 thường thì các bạn, mình chỉ nhá thắng lâu nhá thắng cái cho vui vậy thôi đó. Rồi đó là về cái capo, cách sử dụng capo. Cái capo mà khi bạn đi đường trường á, khi đường trường mà gặp trời mưa hay là gì á, bạn xài nắp một, bạn bật lúc nào bật để cái chế độ nắp một đó, thì khi bạn thắng là capo nó hãm máy lại phụ các bạn luôn. Nếu mà đi đường trời mưa hoặc các bạn chạy tốc độ cao nha, chạy đi đường cao tốc hay là đi, nói chung là chạy với tốc độ trên 60 trở lên á, thì để cái nắp một, sử dụng cái nắp một để liên tục như vậy. Thì để mình giải thích luôn, có nhiều bạn hỏi mình là tại sao mà sử dụng capo từ trên đỉnh đèo xuống tới dưới chân đèo luôn là không có tắt, để vậy nó hư máy. Mình cũng xin trả lời lại cho các bạn, là mình cũng trả lời rất là nhiều rồi, trả lời rất là nhiều về cái capo này rồi, là khi các bạn mở cái capo mà những cái dòng xe như xe Mỹ, xe Trung Quốc, xe Hàn Quốc, xe Nhật Bản, xe Trung Quốc thì loại trừ ra đi, xe Trung Quốc đó thì capo là nó đóng liên tục, không có cái cảm biến đờ lè để nhả. Thì xe Nhật, xe Hàn, xe Mỹ,
xe Đức, xe Pháp tùm lum hết, tùm lum xe là đều nó có cái cục cảm biến ở dưới chân ga ngoài chân con, cái cục cảm ứng á dưới chân ga ngoài chân con. Thì khi các bạn nhá ga, nhá cái chân vô chân ga hoặc nhá chân vô trong chân con thì cái bô tự động ngắt, hoặc là tua máy nó xuống dưới 11 là tự động nó ngắt, chứ không có, nó không có đóng liên tục như anh Trung Quốc ha. Đó là mình lưu ý các bạn, và mình trả lời lần này nữa là mình không trả lời nữa, từ nhiều bạn cứ vô thắc mắc mình nói mình không biết chạy xe đâu này kia nọ, thì mình sẽ trả lời ngày hôm nay là lần này là thôi đó. Là đây nè, thí dụ như bữa nay giờ đang turbo đúng không, thì mình chỉ cần bỏ nhẹ chân ga qua chân ga cái là turbo nó cắt, turbo nó tắt liền rồi. Mình cũng bắt đầu xin trả lời với các bạn là cái xe các bạn, cái nhiều bạn thắc mắc của xe bác 20 số á, hỏi điểu phải không, hỏi điểu xe bác 20 số mà sao đổ đèo đổ số 7 số 8 số 9. Thì mình xin thưa với các bạn như thế này nè, mình nói một lần thôi, các bạn mà hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì thôi, cho mình cũng không nói nữa. Mình tự vì mình cũng nói với các bạn nè, mình không phải thầy giáo và mình cũng không phải là chuyên gia, mình không phải là kỹ sư, cũng không phải là nhà khoa học. Mình chỉ chia sẻ những cái gì mình rút ra từ kinh nghiệm bản thân của mình nha các bạn, để cho những anh em người ta yêu nghề, đam mê nghề lái xe, người ta tham khảo từ kinh nghiệm riêng của bản thân mình đó, cho anh em người ta chịu khó, người ta tham khảo để người ta lái xe an toàn, để đi ví dụ như lái xe thuê thì để an toàn trên những chuyến hàng, để kiếm đồng tiền về lo sống cho gia đình nha. Thì mình cũng xin nói với các bạn luôn, những cái dòng xe chẳng hạn như xe Mỹ tối thiểu nhất là 13 số. Xe Hino này á, xe Hino này á là 8 số lỡ rùa thỏ là 16 cấp, gọi là tất cả cộng lại là nó 16 số. 16 số tiếng, 2 số đùi. Xe Hugo á, Hugo A7 dòng xe Trung Quốc á thì có xe là 8 số, có xe 10 số, có xe 12 số. Đấy. Nhưng cái dòng mà Hugo mà cầu dầu á đời 2014 á năm thì nó là 12 số đó các bạn. Còn xe Hugo A7 mà cầu lát thì nó 10 số hoặc 8 số lắc, 8 số quả đó, giống như xe Hino của mình đang chạy đây. Thì nói chung là cái xe Hino của mình á, mình hiện tại mình đang đổ đèo số 6 này là tốc độ rất là chậm, tốc độ chỉ có 30 cây số giờ để xài turbo thì khỏi cần phải thắng. Thì để mình đổ chậm để mình nói chuyện với các bạn, chia sẻ cách đi turbo đổ đèo như thế nào. Thì nếu mình đi cái lượng hàng của mình trên xe hiện tại bây giờ đó là 33 tấn hàng, cộng thêm cái xác xe nữa, cái xác xe 18 tấn nữa là 51 tấn. Mình đổ đèo là đang đổ số 6 chậm, thì mình không cần phải thắng, phải đập phanh gì hết, cứ đợi dậy rồi xuống. Nó xuống tua máy nó không quá cao, mình thấy tua máy nó cao 17-18 thì mình nhả nhẹ chân thắng cái đó, mình chỉ cần nhả nhẹ chân thắng cái là nó về rồi. Từ tốc độ cái xe của mình đi mà độ số 6 như thế này thì tốc độ nó rất là thấp, turbo nó hãm lại hết các bạn ha. Đó thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn cách sử dụng turbo và cái cần này là cần gì, và xe mình bao nhiêu số thì mình đã nói rồi. Xe mình là số 2 tầng rùa thỏ và có tầng lở số lắc số bả đó, ở trong miền Nam gọi là số lắc mà ở ngoài miền Bắc cái gọi là số bả, quả lại các bạn. Thì đó mình cũng xin chia sẻ cho anh em vậy, thì để tránh anh em không được hỏi thắc mắc và hỏi này hỏi kia hỏi xoay nhớ. Thì mình cũng mong rằng anh em xem video thì thấy mình nói chuyện hữu ích, ký kênh chia sẻ video và nhấn like ủng hộ mình. Rồi mình xin chào tạm biệt, mình kết thúc video đây thôi. Chúc tất cả anh em và cô bác luôn luôn vững vàng tay lái xe an toàn trên mọi nẻo đường, và nhầm mình an. Xin chào tạm biệt.